Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã truy tố tạm giam nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi do liên quan đến sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn. Những cán bộ này cũng đồng thời bị xem xét thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau. Sau khi bà Hoàng Thị Thí Lan, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khai trừ ra khỏi đảng ngày 20 tháng 3 vừa qua, thì mới đây, ban bí thư tiếp tục khai trừ đảng ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi do có nhiều vi phạm. Ban Bí thư nhận định ông Đặng Văn Minh, Cao Khoa đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày 9 tháng 4 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống các cán bộ này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương những vi phạm này của ông đặng văn minh cao khoa đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông Đặng Văn Minh và Cao Khoa. Trước đó, tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra các vi phạm của ông Đặng Văn Minh, Cao Khoa và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam hôm 8 tháng 3 để điều tra về tội nhận hối lộ cùng với ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch tỉnh đồng thế này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan từ tài liệu điều tra, lời khai của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và những người liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị liên quan. Trước đó, ngày 26 tháng 2, hậu pháo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng cùng tội danh C03 bắt 3 cán bộ ở tập đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng, 47 tuổi, phó tổng giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hành, kế toán viên. Ngoài ra còn có Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, cũng bị bắt khởi tố, cũng về tội danh này. Cũng liên quan đến vụ án ở tập đoàn Phúc Sơn, tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều 3 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô cho hay hiện cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại. Cơ quan điều tra cũng đang trà soát kê biên phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của bị can và những đối tượng có liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản khắc phục hậu quả. Tính đến ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 17 bị can. Trong số những người đã bị khởi tố bắt tạm giam, có cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Theo nhận định của Bộ Công an, vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn. Qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Khai trừ nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng. Trước đó, ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương nêu rõ, bà Hoàng Thị Thúy Lan, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1000 tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can bắt bị can chiều ngày 8 tháng 3 để tạm giam. Khám xét về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 38. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng thị Thúy Lan và một số cá nhân khác. Những dự án gian dở của tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Đến thời điểm hiện nay, rất nhiều bị can là cán bộ cấp cao của các địa phương đã vững lao lý. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, gọi đây là loại tội phạm tấn công bằng đạn bọc đường, mà người bị tấn công đã để lượng đường trong máu cao, gây ra suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng. Đáng nói, những vi phạm của tập đoàn Phúc Sơn không phải bây giờ mới bị phát hiện, mà nó đã được cảnh báo từ rất lâu, nhưng các địa phương vẫn chưa xử lý dứt điểm. Đặc biệt, tại Quảng Ngãi cũng tồn tại nhiều dự án còn gian dở của tập đoàn này. Tại Quảng Ngãi, tập đoàn Phúc Sơn cũng như các công ty thành viên trực thuộc đã trúng thầu hàng loạt dự án nghìn tỷ. Năm 2012, tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công xây lắp dự án đường bờ nam sông Trà Khúc với vốn đầu tư lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 8,7 km, nền đường rộng 36 m, mặt đường rộng 22 m được bê tông nhựa. Đây là dự án giao thông đầu tư mới hoàn toàn. Cuối năm 2015, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt, công ty thành viên của tập đoàn Phúc Sơn, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nước. Dự án có diện tích gần 14 ha tại xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuần, huyện Tư Nghĩa. Nhà máy này có tổng vốn đầu tư 540 tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn. Mục tiêu của dự án là đảm bảo cung cấp nước cho người dân thành phố Quảng Ngãi và các xã của huyện Tư Nghĩa. Theo kế hoạch, cuối năm 2019, dự án hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào vận hành. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn ngộ ngàn. Tiếp đến năm 2016, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu đô thị công nghiệp Dương Quốc tại khu kinh tế Dương Quốc, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Dự án này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm giai đoạn 1A có diện tích hơn 151 ha và giai đoạn 1B có diện tích hơn 167 ha, tổng mức đầu tư là 2.025 tỷ đồng. Giai đoạn 2 có diện tích gần 177 ha. Dự án từng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho đô thị công nghiệp ở phía bắc khu kinh tế Dung Quốc. Tuy nhiên, sau gần 8 năm, dự án vẫn là bãi đất trống hoàng vu. Dù ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã liên tục đốc thuốc Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi công và đưa khu đô thị công nghiệp Dương Quốc vào hoạt động. Dù nhiều sai phạm, nhưng mới đây nhất năm 2022, Tập đoàn Phúc Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Bồng Giang. Dự án được thực hiện trong vòng 6 năm, kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư, thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất. Đây là dự án khu đô thị lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, được đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu đô thị mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội cũng như gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, phù hợp với định hướng quy hoạch của thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa. Quy mô diện tích của dự án là 495.932 m2, bao gồm 294 căn nhà ở thương mại nằm trên trục đường chính với diện tích 46.089 m2, 274 căn nhà ở xã hội với diện tích 19.292 m2, 795 lô đất nền, tổng số vốn đầu tư dự án lên đến 3.318 tỷ đồng. Dù chỉ mới được cấp phép nhưng Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đã chuẩn bị cho dự án trên từ rất lâu, năm 2018. Đại gia 8X này đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên khu đô thị Bầu Giang tại Quảng Ngãi. Vốn điều lệ ban đầu của công ty chỉ vỏn vẹn 20 tỷ đồng. Đến năm 2019, Nguyễn Văn Hậu trở thành chủ tịch kim tổng giám đốc của công ty, đồng thời tăng vốn chủ sở hữu lên 250 tỷ đồng. Cả hai năm 2019 và 2020, công ty Bầu Giang không thu được đồng nào, báo lỗ lần lượt là 494 triệu đồng và 1 tỷ đồng. 9 km đường đưa Nguyên Bí Thư và nhiều cán bộ tỉnh Quảng Ngãi vào trại giam. Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyên Bí Thư tỉnh Ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Ông Lê viết chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 7 tháng 3, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, còn có một số cán bộ bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Con đường dài gần 9 km, đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Vào thời điểm năm 2012 đến 2015, con số gần nghìn tỷ đồng là rất lớn. Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc này là đường Trường Sa, là công trình giao thông động lực phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi, hướng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế. Ngày 30 tháng 5 năm 2012, ông Cao Khoa, khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định số 793, quy đề UBNZ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường bờ Nam sông Trà Khúc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, kinh phí xây dựng 747 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến 2015. Dự án đã hoàn thành và công trình đã đưa vào sử dụng năm 2016. Tiền đâu để hậu pháo đưa hối lộ cho những cán bộ này? đương nhiên không phải hậu rút tiền túi ra để hối lộ mà lấy mỡ nó dán nó hoặc như dân gian nói thả con tép bắt con tôm mỡ chính là số tiền nhà nước chi cho dự án dùng để dán những cán bộ không kiềm chế được lòng tham muốn có tiền chia chác nhau chỉ có hai cách là nâng tổng số vốn đầu tư dự án lên thật cao rồi rút ruột công trình dự án do những người đứng đầu tỉnh quảng ngãi vào thời điểm đó phê duyệt quyết định, cán bộ cấp dưới tham gia, cấu kết với tập đoàn Phúc Sơn tạo thành nhóm lợi ích. Một nhóm lợi ích có quyền lực ở một địa phương như vậy, việc gì mà không làm được. Nhưng lưới trời lồng lộng là vậy, câu chuyện của nhóm lợi ích liên quan đến dự án này hơn 10 năm trước, tưởng chừng như đã bị đào sâu chôn chặt, nhưng rồi, cây kim trong bọc có ngày lòi ra, những cán bộ lãnh đạo là bí thư, chủ tịch phải rơi vào vòng lao lý liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, chỉ với dự án 9 km đường, cho thấy hoạt động xây dựng hạ tầng giao thông là miếng bánh quá lớn cho các nhóm lợi ích. Có bao nhiêu con đường, cây cầu trên đất nước này đã bị các nhóm lợi ích sâu xé. Quan sát những con đường tan nát ngay sau khi nghiệm thu sẽ thấy được sự thật ở đằng sau nó. Những ai đã từng nhúng tay vào các nhóm lợi ích này, đừng tưởng rằng đã thoát. Hãy nhìn những cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi phải tra tay vào còng để mà sợ. Về hưu cũng đừng tưởng đã hạ cánh an toàn. Còn những ai đang đường chức có quyền quyết định các dự án đầu tư. Hãy xem vụ án này là bài học lớn cho quan lộ. Chọn con đường thanh liêm hay chọn con đường vào trại tạm giam. Liên tục hàng loạt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, vướng vòng lao lý bởi những viên đạn bọc đường của hậu pháo qua công tác kiểm tra thanh tra từ cơ quan chức năng liệu sẽ còn những đối tượng nào lộ diện trước pháp luật còn các thủ đoạn hối lộ và sai phạm nào được hé mở tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo